Trên tối gì vậy không? Trên tối chưa? Trên tối chưa? Anh rồi. Tối là chưa? Chiều tối luôn hả? Làm quá mà. Tối nay anh Hải làm chiều đúng không? Đang like. Đang. 8 là 8 giờ. Mẹ chị Long. Dạ. Thấy là thấy chị Long thấy Tư này. Ủa chị Long. Chị Long ơi. Dạ. Hồi nãy má Tư gửi cho chị có cái cuốn sổ đó nha. Dạ coi rồi. Má Tư điện hoài mà không thấy chị mất máy. Chị Long Tư này. Bao giờ đấy? Có chuyện nào? Bao giờ khai trương á? Chị Long. Hả? Bây giờ khai trương cho em có định ngày chưa chị? Trong tháng này là tháng sau. Ngày 5 tháng 5. Ngày 5 tháng 5. Mà tháng 4 là tháng sau. Đúng rồi. À, tháng 5. Là chính xác đúng không? Quay vô lại còn. Đầu tiên thấy chị Lê ở dưới đó shop Bumble nó có mấy anh em đó có chia sẻ rất là nhiều luôn. Dạ. Yeah. Khán giả khen quá trời. Anh nói chung chứ mà chị Hồng Loan đi nước ngoài về hình với không khí lạnh cái gì Việt Nam này nó nóng á, thấy do mặt chị Loan cũng xinh nha. Ờ vậy hả? Ừ, thật mà. Ai cô chú kia cũng nói kiểu cái mặt người ta dài mà cứ ghi là mặt mụn ở đâu ra. Đó, có nhà thấy không? Đất nhìn đẹp à gái luôn. Bạn chị Loan cha cũng dữ luôn. Hai xô nè. Hai xô đó. Cũng dần về làm một xô. À, ngày 26 bọn em sẽ xuống trước ở dưới Tây Ninh. Đó, xong ngày 27 là chắc tối 27 bọn em quay về lên luôn. Xuống review luôn ở dưới đó sau là đi nhiều cô chú họ ghê quay ở núi Bà Đen cho cô chú ở bên nước ngoài xem. Dạ, bọn em sẽ xuống đó. Dạ. À, sau đó là về Bình Dương 30 tháng 4. Hôm bữa bọn em cũng review ở tại Miễu Phước 2. Nói chung xuất gần mộ của chú Năm luôn á. Trong đồng chuyện nào hả? Trong đồng 30. 30 luôn. Là có đó là lễ có bị kẹt xe. Có nghĩa là ở đây mà đâu sao. Anh Quy á, là anh bầu xô là anh nói là anh chở chị đi xuống đó luôn. Diễn xong rồi về, ví dụ như mà trường hợp mà kẹt xe á, là anh xử lý luôn ở trên này. À, chứ chị không đi riêng. Anh nói vậy anh chia sẻ với bọn em vậy đó. Chắc có lẽ là chị hót cái xô ở trên trống đồng là xô cuối á. 8 giờ thì có mặt ở dưới đó rồi. Hát chi Bình Dương. Đúng rồi, đi tỉnh đi chứ. Tỉnh trước đó. Tỉnh xa có quá tính du nữa mà. Có anh chồng của chị qua Bình Tinh Nhật Minh. Có hôm qua có chị đó mua quá trời đồ bên shop dẫn qua đó là tới mua tới ba túi sách chị mua hai lần rồi đó, chỉ gọi em hoài gọi hoài sao không biết đường đi, em chỉ đường xong cái em mới lỡ. Dạ. Em mới lỡ cái này cái shop mình vô quay chỉ cho chị giúp mình một hai hộ cho em mời các anh gọi hoài gọi hai lần rồi. Dạ. À, chúc chị khai trương shop Hồng Mỹ Phẩm Hồng Loan thành công em. Nhiều cô chú anh chị yêu mến và thương ủng hộ. Cảm ơn. À, chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại là trên bờ biển cũng đi qua shop Hồng Loan để quay cho các bạn cả nhà, mà phía trong là có bấm bấm cũng tuy là nghỉ nhưng cũng rất nhiều khán giả đến để mua đồ cô chú anh chị. Yeah.
xô xô con gái với chị cũng lo đậu ở phía dưới. Cái xô học đàn chắc là nhỏ lắm. Lấy cái gì? Thank you.
buồn nè. Có một chị đại gia này đi mua ở đây cũng rất là nhiều đồ rồi cô chú chị, mua ở đây cũng rất nhiều rồi. Hôm nay chị quay lại đi mua tiếp, mua một thùng đồ luôn, bằng thùng nước cái nhà ấy luôn cô chú nhỉ. Chị đi xe máy nha chứ con rồi. Con giả lên đi xe máy nha. Nhưng rất là nhiều đồ luôn á. Thùng luôn. Yeah.